Kính thưa quý vị, người dân Hải Dương đón tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tuân mãn hàng tù, tới đến từ Hải Dương. Đông đảo người dân cùng gia đình hôm thứ Tư chào đón tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tuân trở về sau gần 3 năm tù vì chống lại lực lượng cưỡng chế đất để đòi quyền lợi cho người dân xã Ứng Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Nhiều người mang hoa ra đón bà Tuân như là một người hùng của xóm làng. Một người dân địa phương nói với phóng viên đài SBTN rằng lao tù đã không khuất phục được bà Nguyễn Thị Tuân và hôm nay bà trở về với gia đình trong sự chào đón thân mật của bà con dân oan và người dân trong

Thưa quý vị, vào tháng 8 năm 2012, nhà cầm quyền huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho lắp đặt đường cấp quang trên địa bàn xã Ứng Hòa đi qua phần đất của nhiều nhà dân nhưng không đền bù thiệt hại nên đã bị người dân trong xã phản đối và ngăn cản. Nhà cầm quyền đã điều động các lực lượng công an, an ninh và cảnh sát cơ động đến trấn áp khiến cho xảy ra cuộc va chạm giữa người dân và lực lượng công quyền. Những ngày sau đó, thì người dân tiếp tục mang quan tài lên ủy ban xã Ứng Hòa biểu tình phản đối để trả đũa, nhà cầm quyền đã ra lệnh bắt giam 18 người và cáo buộc họ các tội danh chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Bà Nguyễn Thị Tuân nằm trong số những người bị truy tố này. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, tòa án huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử cả 18 người và tuyên phạt họ những bản án tù.